có đang like không? Ủa, hôm nay ngày off ở nhà like. Có ai thấy Thảo đang live không? Thấy có người like rồi nhưng chưa có thấy comment. Xin chào các bạn, hôm nay là một cái live make up về hỏi đáp, không phải là về make up. Thì tất nhiên là hỏi đáp, tất nhiên là các bạn sẽ là người đặt câu hỏi, còn Thảo sẽ là người trả lời tất cả về make up, làm đẹp. Cũng như là nếu muốn hỏi riêng về cuộc sống của Thảo, những câu hỏi thật là dễ thương thì Thảo sẽ trả lời, còn những bạn hỏi với những câu hỏi thật là xấu xa chua ngoa thì sau cái video clip này Thảo sẽ tìm đến comment của các bạn và ban you các bạn khỏi fanpage của Thảo, sẽ không bao giờ chúng ta thấy nhau nữa. Hey, chào mọi người, hôm nay là số hỏi đáp make up nhé. Thảo sẽ có bạn về đêm comment một cái thật là không hay, yên tâm sau khi video clip này hết thì Thảo sẽ tìm đến comment của bạn và ban you bạn. Có bạn khác đông nữa, bạn cũng sắp ra khỏi fanpage của Thảo rồi, không sao. Có bạn hỏi chị Thảo có chồng chưa, tất nhiên là chưa rồi, nếu có thì các bạn cũng search Google sẽ thấy bài báo thôi. Nếu mà các bạn hỏi Thảo là nếu mình xài son nước thì môi có khô không? Son nước thì sao môi khô được? Son nước thì ok mà bạn, không có bị khô đâu. Tùy loại son và hãng son nữa nha. Hôm bữa có bạn hỏi Thảo là có bán mỹ phẩm không thì Thảo trả lời là không nhé, Thảo không bán mỹ phẩm. Thảo chỉ làm những tất tần tật về make up và những sản phẩm Thảo xài để mà giới thiệu cho các bạn, để các bạn biết mà xài thôi, chứ Thảo không bán mỹ phẩm. Son nào bền màu? Bền màu thì rất là nhiều loại son bền màu, hầu như những hãng son có giá tốt thì nó sẽ bền màu, chẳng hạn như là nói mất công các bạn kêu là son mắt nữa chứ. Da trắng hơn hả? Thì ít đi nắng, che trắng, xài kem dưỡng da. Làm thế nào để phân biệt da đây? Dễ mà. Ví dụ như da bạn xài mỹ phẩm nào cũng được, thời tiết nào cũng chịu được. Nhưng mà thí dụ như da Thảo đi da thường, thì khi mà các bạn da khô á, trời lạnh thì các bạn sẽ bị bông vẩy, còn da Thảo chỉ bị hơi khô khô thôi thì là da Thảo da thường. Còn trời mà nóng á, các bạn đổ dầu á, mà đổ dầu thiệt là nhiều thì bạn nói là da dầu, còn da Thảo chỉ hơi hơi đổ dầu thôi thì là da thường. Cách dưỡng da hả? Giống như mới ngủ dậy nè, Thảo rửa mặt. Thảo rửa mặt thì da của Thảo sẽ bị hơi khô khô, tại vì tất cả sản phẩm rửa mặt đều có chất để làm sạch da thì nó sẽ làm bị khô da. Thì Thảo cũng vừa đánh một lớp kem dưỡng lên. Kem dưỡng gì cũng được, kem dưỡng ban ngày á, mà mọi người hay giới thiệu á, loại nào cũng được hết. Mình không nhất thiết là phải sáng trước khi đi đâu mới sức, hay là chiều trước khi đi đâu mới sức. Mình chỉ sức bất cứ khi nào mình cảm thấy khô thôi. Đó là quan điểm xài kem dưỡng của Thảo. Có bạn, ui, có bạn nào nghe không? Sao có bạn kêu bị tắt tiếng? Chị ơi, mắt tròn tròn vuông vuông hộ ghê. Hơi môi hơi tái, đánh tí son. Do rằng cách nhiều mụn lỗ chân lông to lắm thì phải làm cách nào? Lỗ chân lông to là người da dầu đúng không? Thường lỗ chân lông to là sẽ bị da dầu. Những cái mà trị á, trị đặc trị về da của mình, nếu như da mình bị hư tổn nhiều, bị mụn nhiều, bị rỗ nhiều, hoặc là bị mụn bọc nhiều, thì các bạn phải tìm đến những trung tâm làm đẹp như là spa để mà người ta có chuyên môn hơn, làm sạch hơn cho da của mình. Chứ đừng có tự làm ở nhà, vì Thảo không có khi mà chị Thảo chỉ các bạn á, mà Thảo làm được đi, mà các bạn làm không được, các bạn sẽ trách Thảo. Cái thứ nhất, cái thứ hai là thật ra chuyên môn của Thảo về make up chứ không phải chuyên về trị mụn.
hay là chuyên sâu về trị các loại mà ấy, cái nào mà da bạn nào mà chỉ hư tổn ít thôi thì Thảo có thể tìm cách, hay là Thảo biết Thảo sẽ chỉ cho các bạn. Còn nếu như bạn nào bị da hư tổn nặng, như bị rỗ nặng, bị mụn nặng hay là bị mụn bọc nhiều á, thì các bạn phải đến spa, thì người ta chuyên môn của người ta sẽ tốt hơn Thảo và làm cho các bạn hết mụn nhanh hơn, và người ta sẽ có chuyên môn để có thuốc đặc trị để cho các bạn sức nữa. Mụn nâu đen thì không bao giờ hết cả, các bạn chỉ có phải nặng nó ra thôi, khi mà nó chín rồi là nó đen rồi đó, thì các bạn phải lấy ra, chứ còn không các bạn để thì càng ngày nó chỉ càng chai đi và làm cho cái mụn nó cứng hơn thôi. Thì khi đó hả, nó sẽ khó lấy ra, mà khi lấy ra được rồi, cái lỗ chân lông ở chỗ đó của các bạn sẽ bị to, khi mà nó vừa chín thì các bạn phải lấy ra liền. Hôm nay Thảo sẽ không make up, mà là hôm nay Thảo có hỏi đáp thì tất nhiên Thảo sẽ trả lời về make up, và Thảo mới có được sản phẩm mới mà Thảo đặt mua về có ở đây rồi, nên hôm nay Thảo sẽ test make up cho các bạn. Đầu tiên là phấn nền Galian. Galian là một hiệu rất là nổi tiếng về nước hoa cũng như là son dưỡng. Hình như ở Việt Nam cũng có bán phấn nền, nhưng mà Thảo tại vì Thảo không có hay đi siêu thị, không có thời gian đi siêu thị cũng như là các trung tâm thương mại, nên Thảo đã đặt mua cái này về, mà nhìn nó rất là sang và đẹp. Mở ra nó của Thảo thì Thảo nó ghi là 102 phấn nền thôi, mà mở ra nè nhìn nó như một chai nước hoa luôn, có cái miếng để mà giữ lại, nhìn giống chai nước hoa lắm. Đẹp không? Nhìn đẹp ha. À, hôm nay Thảo sẽ test những cái sản phẩm mới của Thảo cho các bạn xem tại đây luôn. Đợi chút, Thảo lấy một cái băng đô đã. Băng đô. Hôm nay Thảo sẽ test make up, test những sản phẩm mới nha, chứ không có trang điểm make up đâu. À, trong lúc đó các bạn có thể hỏi Thảo những câu hỏi các bạn muốn biết về make up, Thảo sẽ trả lời cho các bạn. Quần thâm, cả Thảo có biết sản phẩm nào chữa quần thâm mắt không? Dưa leo, những sản phẩm về dưa leo ở trong những cái store bán đồ make up á, nó thường có mặt nạ cho mắt. Thì nó sẽ có hương vị là trà, túi trà nè, dưa leo nè, mình mua gì mình đắp lên mắt thì mình sẽ mau hết thôi. Đầu tiên, Thảo sẽ thử cái phấn nền Galian mới của Thảo. Trong đây nó hình như có một tờ giấy. Hơi nhiều tiếng chữ quá, bỏ qua. Xịt một ít ra tay. Cái này là phấn nền dạng nước. Thấy nó cũng khá lỏng so với lại những loại phấn nền khác. Thử nửa mặt bên bên trái nha. Cái gương đâu rồi? Thả chỉ bóp có một lần thôi á. À, thường khi đi muốn đi ra đường mà dễ thương để mà che được khuyết điểm á, thì Thảo sẽ bóp một lần cái phấn nền thôi. Còn khi nào đi tiệc á, thì Thảo sẽ bóp hai lần. Phấn nền này thơm quá. Đợi chút đi bật đèn, hơi tối rồi tối. Thơm quá. Thơm, phấn nền này thơm á. Mỏng nhẹ lắm luôn á. Mà không không có bị, vẫn che được khuyết điểm mà không có bị quần quần á. Kiểu nền mà nó hơi hơi đặc á là nó sẽ bị quần quần quần. Thôi chỉ test nửa mặt bên trái thôi nha, để cho các bạn cảm nhận, tại vì nửa mặt bên phải tí xíu nữa Thảo sẽ test nền khác. Thơm á, thơm á. Nền này rất là mỏng luôn á, tại vì hồi trước Thảo xài cái nền Makeup Forever thì nó che khuyết điểm được rất là nhiều, nhưng mà nó cũng hơi bị dễ bị khô nhanh á và đặc nhanh á nên các bạn bóp ra mà đánh không kịp á thì nó sẽ bị nó bị quện quện á. Thì cái nền Makeup Forever trước của Thảo bị vậy, còn cái này thì nhìn nó rất là căng bóng. Nửa mặt bên trái của Thảo là thứ nhất là có ánh sáng nè, nên nhìn nó rất là căng bóng mỏng nhẹ.
mà khi á mình check hết rồi nó không có bị quở lên tay. Còn cái Makeup Forever trước của Thảo thì bị kiểu mình đánh mà không nhanh á, không kịp á, lúc nó còn ướt á nó sẽ mau khô và nó bị quện trên tay. Còn cái này nhìn nó rất là vô hình luôn á, nhìn tự nhiên mà wow, đẹp lắm luôn á. Đánh lên thì cảm giác nó thật là mỏng nhẹ, độ che phủ tốt, không có bị quện như là cái nền Makeup Forever. Thì Thảo thấy nó giống su, là su su thì cũng đánh được một cái nền tự nhiên như vậy, nhưng mà su thì hơi bị bóng, còn cái này nó không bóng mà nó lì vô da luôn, nhìn nửa mặt giống như là đây, cái này là bị đèn phía trên rồi nên nhìn nó rất là tự nhiên. Thì bên đây của Thảo vẫn còn khuyết điểm nè, vẫn còn chấm chấm li ti nè, là bên đây chưa đánh nha, còn bên đây đánh nền Galian mà đánh lên không có cảm giác bị nặng mặt luôn, nên chắc là Thảo sẽ dùng cái nền Galian này để mà đánh thường xuyên. Thích quá thích quá, đồ mới mua ưng quá. Chị à, có bạn hỏi Thảo là Thảo có bán không? Thảo không bán nhé, cái này là Thảo đặt order thôi, Thảo chỉ giới thiệu cho các bạn để các bạn có thể tìm mua. Đây là cái nền Galian nhìn nha. À, còn đây là hộp của nó mới khui luôn, hôm nay sẽ test đồ makeup mới cho các bạn xem. Thấy chưa thấy chưa, chụp màn hình đi nhé để có gì tìm kiếm cho dễ hơn. Thôi nền này thích quá à, đánh lên mỏng nhẹ mà không có cảm giác bị đánh nền, không có bị quện, giống như là cái nền Makeup Forever trước của Thảo thì đánh lên mà không kịp khô á, mình đánh phải đánh rất là nhanh, nếu mà không kịp khô thì nó sẽ bị cái lằn á, cái lằn nền nó bị gục ấy ngay mắt đây. Còn cái này không hề bị luôn, không hề bị, rất mỏng rất thơm, thích quá. Ý vui tạ. Tiếp theo Thảo sẽ test một cái nền mới của Thảo luôn, là nền Lancôme. Nó ghi là giữ được makeup 24 tiếng, và dành cho mọi loại da. Nến này là da dầu, da khô, da thường cũng xài được. Nó ghi là All Skin Type, là dành cho mọi loại da. Và cái này còn chống nắng 15 độ nữa. Đây là cái nền mới của Thảo luôn, nền Lancôme. Đây là hộp của nó, cái hộp nó bóng không biết bỏ lên các bạn thấy không nữa. Đây nó ghi là giữ được makeup 24 giờ nè, rồi chống nắng 15 độ và dành cho mọi loại da. Ở cái hộp thì nó ghi là dành cho mọi loại da nữa. Đây đây hộp đây nhé. Và bây giờ nửa mặt bên phải của Thảo, Thảo sẽ tích cái nền này cho các bạn xem. Chưa hửi thấy mùi gì cả. Nền này dính luôn mũi rồi, cũng thơm, lỡ dính không mũi rồi. Cái này có vẻ đặc hơn Galian một tí, nền này có vẻ đặc hơn Galian một tí, sáng hơn Galian. Galian đánh lên nhìn tự nhiên, có thể dùng nó hàng ngày. À, sao nhiều vậy ta, nhiều quá, một một lần của cái này đánh được cả mặt luôn á, không phải nửa mặt đâu, một lần bóp của cái nền này là đánh được nguyên một mặt luôn chứ không phải là nửa mặt nữa. Ây da, cái này thì có vẻ dày hơn Galian nhưng mà độ che phủ cũng rất là tốt, đánh lên cũng không có bị quện. Thảo đang test nền cho các bạn đó, những sản phẩm mới mà Thảo mới order, người ta mới gửi về cho Thảo, nên hôm nay sẽ test cho các bạn xem nền mới. Nền này thì cũng mỏng nhưng mà có vẻ dày hơn Galian một tí, độ che phủ tốt. Thảo thấy là Galian hợp đánh tự nhiên hơn, cái này có thể dùng đánh chuyên nghiệp được nè, tại vì độ che phủ nhiều hơn Galian, nó không bị quá dày như là cái Makeup Forever trước của Thảo. Hay là nửa mặt bên trái Thảo đánh Galian, còn nửa mặt bên phải Thảo thắng Lancôme. Các bạn có hỏi Thảo là có bạn hỏi Thảo là bây giờ mặt bị nổi mụn nhiều thì làm sao mà bớt mụn, thì
Tất nhiên là về ăn uống rồi, mùa này là mùa chuyển mùa á, da Thảo cũng dễ bị khô lắm hay là nổi mụn lắm. Thì chuyển mùa hầu như ai cũng vậy, thay đổi thời tiết mà. Thảo sẽ tập trung vào chuyện ăn uống như uống nước, nếu như mà Thảo thấy là Thảo ăn đồ nóng nhiều quá, Thảo phải hạn chế để mà bớt mụn. Thật ra là các bạn nghĩ là chuyện ăn đồ nóng, ăn đồ mát á, nó chỉ bớt một phần lạnh, nhưng mà thật sự nó là bớt được rất là nhiều đối với Thảo á. Thảo thấy vậy luôn á. Nên các bạn phải uống nước thật là nhiều, ăn nhiều trái cây mát, hạn chế những cái cây nóng như là vải nè, xoài nè, đừng nghĩ nó mát nhé, nó không hề mát luôn á. Vải, xoài, chôm chôm thì cũng được, không nóng lắm. Trời, cái nền này hơi bị nhiều luôn á, bóp một lần có nghĩa là đánh được hết cả mặt luôn. Nãy giờ Galion thì rất là mỏng nên Thảo bóp một lần thì Thảo chỉ đánh được nửa mặt, ok. Còn cái này là hơi bị nhiều luôn, nhưng mà đánh lên cũng rất là nhẹ, không có cảm giác bị ấy. Nhưng mà đồ che phủ thì nhiều hơn cái Galion, và có chống nắng nữa, cũng rất là căng bóng. Thích quá à. Còn dư nè, phí quá. Thôi kệ. Đây là nửa mặt bên phải của Thảo đang đánh nền lan cơ. Thì cảm nhận là cũng rất là mỏng nhẹ. Mặc dù là độ che phủ nhiều như là cái Makeup Forever trước của Thảo, nhưng mà nó không có bị quệ nghe mắt. Tại vì đánh đánh không kịp, nói chung là nó cũng là dạng nền nước á, nó không có bị khô nhanh như là Makeup Forever. Nó cũng căng bóng và kiểu nhìn nó hơi lì lì á, nó không bị quá quá gọi là bóng lưỡng á. Đây là cảm nhận của Thảo. Và nó che được quầng thâm rất là nhiều, Thảo cũng hơi bị quầng thâm nè. Thì độ che phủ của nó che được quầng thâm rất là nhiều, che được cái mụn ngay đây của Thảo luôn. Cũng rất là ưng ý. Sau này Thảo sẽ làm clip makeup để xài những sản phẩm này cho các bạn xem nhé. Hôm nay thì Thảo test makeup này rồi. Còn sản phẩm tiếp theo Thảo sẽ test đó chính là hộp makeup phấn phủ Dior này. Nó ghi là Heavy Control Loose. Không biết có control dầu không ta. Mùi thì rất là thơm. Trong này còn có, ui, có một cây cọ nữa. Bộ mic nó cũng nhỏ gọn. Wow. Phấn này phấn phủ có nhũ. Có nhũ của Dior. Thảo thấy là nó có nhũ. Lấy thử một ít. Chấm bên nào bây giờ? Cái này chắc là Thảo sẽ dùng cái phấn phủ này để mà đi tiệc, tại vì Thảo thấy nó có nhũ. Mùi cũng rất là thơm và nó có một cái cọ riêng luôn. Đánh thử nửa mặt thôi, test xong xíu nữa phải đi rửa mặt. Các bạn hỏi Thảo mua thùng makeup ở đâu vậy? Thảo mua thùng makeup ở một tiệm bán đồ makeup mà Thảo mua lâu rồi, Thảo cũng không nhớ tiệm nào nữa. Đâu đâu Lê Văn Sĩ á, không nhớ địa chỉ. Ở Lê Văn Sĩ á, chuyên bán đồ makeup Lê Văn Sĩ hay là ở Lý Chiến Thắng ta, nó hay chuyên bán thùng makeup á, cũng dễ thương lắm. Trời, cái phấn phủ này Thảo chỉ dùng có một ít thôi nhưng mà đánh lên nó rất là lì luôn á, nó kiểu phấn phủ dạng lì. Đánh thử bên của Guardian. Wow, nó rất là lì. Lại còn có một ít kim tuyến nữa, nhưng mà nó không bóng lắm. Nhìn ở gương này thì rất là đẹp, và nó làm cho những cái phần mà bị bóng của cái nền đó nó sẽ lì xuống luôn, và nó đều nữa. Thích quá. Mới mua. Thảo sẽ giới thiệu cho các bạn đây đây đây. Đưa cho các bạn xem hộp liền. Đây, hộp đây là cái phấn nền của nó, phấn phủ của nó. Đây là số 01001. Nó ghi là Dior Skin Forever and Ever Control. Thì đây là số 001. Tí đi. Đẹp quá. Đây.
Các bạn nào muốn tìm mua thì cứ chụp màn hình lại nhé. Xong rồi search Google là The Oil Makeup hay gì đó, các bạn sẽ tìm ra cái sản phẩm này ngay thôi. Ở đây nó ghi là số 001 nhé. Đánh lên rất là lì và nó không có bị kiểu là nhìn nó bị bớt một mảng mà mình bánh bóng thủ á, không bị trắng bệt ra luôn. Nó là căng. Rồi, bây giờ là sản phẩm cuối cùng Thảo mua. Thảo không biết hiệu gì hết. Hiệu này nó ghi là Butter London. Butter London. Đây. Đây là cái vỏ của nó. Butter London. Tại vì Thảo mua nó với lý do nó có chữ mate. Mate. Chữ mate có nghĩa là lì, son lì. Thì Thảo mới mua. Thảo mua thử để về test cho các bạn xem. Đợi chút nhé. Chùi cái son này đánh trên môi đi, xong rồi sẽ test cái son mới lì này cho các bạn. Chị ơi, chị có xài phấn ướt rồi cần xài thêm phấn phủ không? Xài phấn nền rồi thì tất nhiên là luôn luôn phải xài thêm phấn phủ nha bạn. Còn nếu như là bạn dạng xài cái dạng là kem chống nắng á, cái phấn nền mà chống nắng á, mà nó giống như là có một dạng, Thảo không biết là bạn có xài rồi. Nói chung là khi bạn đánh nền, bạn luôn luôn phải đánh phấn phủ thì nó mới lì xuống, nó không bị bóng mặt. Để nó control in và nó định hình những cái lớp make up nhà mắt là má hồng và son của bạn thì nó sẽ hàm hài hòa lại tất cả mọi thứ. Còn về nếu như các bạn xài một cái sản phẩm mà nó chỉ để kiểu như là chuyên về chống nắng mà nó có hơi làm sáng da giống như là các bạn đánh nền đó thì không cần xài phấn phủ nữa. Son này hả? Hình như là 25 đô nhưng mà Thảo mua thì sale còn 21 đô. Các bạn hỏi Thảo còn chơi thách nữa không? Vì thật ra là nếu có thời gian thì vẫn chơi thách, tại vì Thảo với Phở bây giờ là công việc của hai đứa không có trùng thời gian á. Nên mỗi khi Thảo quay, Phở quay thách thì cũng có kêu Thảo quay. Nhưng mà Thảo quay không có được, tại vì không có thời gian để quay á. Nên thành ra là không có quay thách với Phở. Nhưng mà bên kênh Thảo thì vẫn làm thách về make up. Bây giờ mà bỏ đi, à thôi, đánh nền thôi. Còn một ít để thử sau nha các bạn. Tại giờ nếu mà đi vô đây ra ngoài lấy khăn giấy thì phiền lắm. Khi mà trang điểm á, các bạn luôn luôn đánh nền lên môi. Tí xíu nữa các bạn đánh son lên thì nó sẽ nổi, nó lên màu đúng hơn, thì son sẽ lên màu đúng hơn khi mà make up á. Còn nếu như mà môi của các bạn bị khô thì các bạn đừng vội đánh nền lên môi. Khi mà make up, các bạn luôn luôn nhớ đánh nền lên môi. Nếu như môi của các bạn bình thường thì tí xíu nữa các bạn đánh son thì son sẽ lên cái màu đúng hơn và đẹp hơn, tươi hơn. Còn nếu như mà môi các bạn đang khô á, giống như mỗi buổi sáng Thảo dậy hay bị dễ bị khô á, thì Thảo sẽ không đánh nền. Thảo đánh son dưỡng cho son, cho môi của Thảo mềm ra rồi mới đánh son. Cái cọ này hả? Cái cọ này cũng nhờ mua mà hình như là 300 mấy một bộ. Một bộ có 4 cây. Cái cây này cũng là đánh nền nhưng mà đầu dẹp. Cái này thấy trên mạng nhiều mà 200 mấy một bộ hay sao không nhớ nữa. Cái cây này là dạng đánh ở những cái chỗ mà cần nhấn vô như vậy nè. Rồi có một cái cây dẹp nữa. Đâu rồi? Đây. Cái dẹp này thì Thảo dùng cái cây này để lấy cái contour dạng kem á. Còn cái này nữa là để Thảo cũng dùng nó cho việc khác, Thảo lấy kem nền để che khuyết điểm nhiều hơn. Đây là bộ cọ của nó gồm có 4 cây. Môi chị cũng dùng son nhiều nhưng em thấy không có thâm, nên đánh môi như thế nào cho không thâm chị? Thì giống như Thảo vừa nói đó, là khi đánh nền các bạn luôn, nếu như môi các bạn bình thường thì các bạn đánh nền lên môi luôn. Tí xíu nữa môi các bạn sẽ không bị đánh son lên. Thứ nhất là có một cái lớp bảo vệ môi bạn rồi, bạn đánh son lên á thì nó sẽ không bị thâm. Cái thứ hai là khi nếu như cái môi các bạn nó bị khô á, thì bị khô nhưng mà không bị thâm nha, thì các bạn đánh một lớp son dưỡng cũng là một cái lớp bảo vệ rồi, thì các bạn mới đánh son thì son các bạn môi các bạn cũng sẽ không bị thâm. Đây, bây giờ Thảo sẽ test cây son Butter London này. Nó có chữ Matte, có nghĩa là son lì. Thảo thích son lì nên Thảo mới
mua cái cây này thì cây này khoảng 21 đô. Hình như vậy. Cũng được, cũng lì. Cũng dễ đánh. Tại này hiệu này rất là lạ với Thảo nên là khi mua hiệu này Thảo chỉ dám mua cây màu đỏ thôi. Thì màu đỏ dù son bóng, son dưỡng gì đánh cũng đẹp cả. Còn không dám mua màu khác. Để test xong cái son này nếu như mà hiệu nó tốt thì Thảo sẽ mua những cây son màu khác của hiệu này. Thảo thấy nó lì, dễ đánh. Su giống như là những loại son lì trước Thảo đã dùng như là su hoặc là mát. Mát thì khô quá, su thì nó quá mượt. Có nghĩa là nó mượt quá, nó đánh một cái là nó đi luôn. Mà nó cũng dễ trôi nữa. Nếu như các bạn mới ăn á, nó cũng nó không mới ăn mà da môi mình còn ướt hay gì mình lau môi á, thì đánh lên nó cũng sẽ trôi đi cái phần ở phía trong. Còn cái này á, thì Thảo thấy nó vừa đủ. Vừa đủ có nghĩa là nó không quá khô như là mát, mà nó cũng không quá ướt như là, nó không quá mềm á, mềm kiểu ướt á như là su. Thì cảm nhận của Thảo là Thảo rất là thích cây son này. Nè môi của Thảo khô một tí nè. Đánh lên rất là tự nhiên. Đây là cây son mới của Thảo. Và sau cái test này Thảo sẽ mua thêm những sản phẩm cây son của hiệu này. Butter London. Và đây là hộp của nó. Vừa rồi Thảo đã test xong 4 cái sản phẩm của Thảo mới mua. Và Thảo sẽ làm clip với những sản phẩm này. Điều ưng ý ở đây là Thảo sẽ dùng chẳng hạn như là Guardian. Thảo sẽ dùng thường xuyên. Tại vì nó rất là mỏng, nhẹ, cảm giác giống như là không đánh gì cả. Còn cái nền Lancôme này thì Thảo sẽ dùng nó vào make up để mà chuyên nghiệp hơn. Có nghĩa là đi tiệc, đi chơi, đi sinh nhật hoặc có thể là đi event. Tại vì nó có độ che phủ rất là tốt và giữ được make up 24 tiếng lại có chống nắng nữa. Có thể là mỗi sáng đi quay Thảo sẽ dùng cái này. Khi nào mà đi quay Thảo sẽ dùng cái sản phẩm này. Còn Dior này thì nó có hơi một chút nhũ mà đánh lên rất là lì. Thì Thảo sẽ dùng nó vào dịp là đi event hoặc là quay clip hay là quay gì đó. Nói chung là sản phẩm này dùng để quay thì để fix cái mặt của mình tốt hơn. Và cây son này thì thôi rồi, Thảo quá ưng ý. Đánh lên vẫn lì nhưng mà không biết là có cái này phải để một lúc thì mới biết à. Nó cũng bám lâu chứ, Thảo dùng tay nha. Nó vẫn giữ màu trên môi. Quá ý bú đà, Thảo sẽ mua nhiều hơn. Đây cái son lì Butter London. Các bạn nếu muốn tìm mua sản phẩm này chỉ cần search tên sản phẩm này kèm theo chữ beauty makeup hoặc là giống như là gì nè. Thảo sẽ search lên mạng, Thảo search là Butter London makeup, Butter London beauty thì nó sẽ ra một cái trang web chuyên, những cái trang web nào chuyên bán những sản phẩm này thì các bạn có thể nhờ rồi search xem là nước đó ở đâu, nếu như nó để tiếng Anh hoặc là nó thiên về UK thì các bạn có thể nhờ người nhà mua hay là người quen mua giùm các bạn, hoặc là nhờ những bạn chuyên order trên mạng á gửi cho các bạn đó nhờ mua giùm nhé. Chị ơi, làm sao cho không sưng và có bọng mắt? Không sưng và có bọng mắt thì các bạn đừng ngủ nhiều quá. Đừng khóc thì nó sẽ không bị sưng bọng mắt và nó bị thâm quầng. Với lại nếu như các bạn có bọng nhiều thì bạn nên lấy hai cục đá ở lên mắt trước khi đi ngủ massage, hoặc là sáng khi dậy massage thì mặt mình sẽ tươi tỉnh và căng hơn. Lấy đá massage, lấy hai cục đá massage mình. Bữa nào Thảo sẽ, tại vì lỡ đánh nền rồi, nếu không thì Thảo sẽ lấy hai cục đá massage cho các bạn xem. Có bạn hỏi tại sao Thảo không đóng thách phở nữa thì khúc trên Thảo có trả lời rồi. Là vì Thảo với phở công việc không có đụng thời gian với nhau. Giống như là hôm nay Thảo quay thì phở rảnh, hôm nay phở quay thì Thảo rảnh. Nên đâm ra lịch hai đứa không có trùng được ngày nào hết. Nên không có quay chung được. Chứ không phải là Thảo không quay.
Có mấy lần gọi nhưng mà giống như là Phở gọi Thảo đi quay thách cho Phở đi thì Thảo lại phải đi quay sản phẩm cho nhãn hàng rồi, hoặc là Thảo đi quay show rồi. Chị đọc comment đi làm gì nữa? Ủa Thảo vẫn đang đọc comment mà. Làm cho mặt bớt nọng. Làm cho mặt bớt nọng á là các bạn do ăn là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà mình xức một sản phẩm nào hay là mình rửa mặt á thì mình luôn luôn phải kéo lên, kéo lên, kéo lên như vậy chứ không được kéo xuống. Kéo xuống cái phần này của mình nó chảy xệ xuống thì sẽ làm cho mặt mình nó nọng ngay đây. Bởi vậy á, người ta hay massage là người ta massage lên, rửa mặt cũng kéo lên. Và khi mà đánh kem dưỡng buổi tối Thảo cũng kéo lên, kéo lên, kéo lên, kéo lên như vậy. Em muốn make up nhưng sợ bị thâm gì bị thâm trên mặt do da em da mỏng. Ủa sao mà bị thâm được? Nếu như da mình da mỏng, giống như da Thảo là da mỏng nè, da Thảo rất là mỏng thì Thảo không sợ bị thâm gì cả. Tại vì mỗi lần trước khi mà mình make up mình luôn xức một lớp kem dưỡng là nó có một lớp bảo vệ mình rồi. Các bạn bạn yên tâm là bạn cứ make up nhưng mà bạn cứ cho một lớp kem dưỡng, luôn luôn phải có một cái lớp kem dưỡng thì nó sẽ không bị thâm gì trên mặt cả. Mặt Thảo là da rất mỏng nhưng mà da thường. Gì 5 triệu một cây lận vậy? 500 thôi chứ. 25 đô là 500, 600 ngàn một cây chứ. Galien. Galien. Sao đây nè? Chữ này nè. Từ từ. Guardian. Đây là hiệu kem nền đầu tiên Thảo dơ lên nè. Chữ này nha. G U E R L A I N. Guardian. Hiệu này ở trong Bắc Sình hình như là có bán nước hoa. Phải không? Bắc Sình hay là Bắc Sình hay là cái gì ngay trung tâm quận nhất nè, nó có bán nước hoa. Trời ơi, mỏi tay không mà chị không trả lời. Bạn bạn Quỳnh Như comment gì mà không trả lời? Da đâu xài kem, da dầu xài kem gì chị? Thì da dầu thì phải xài những sản phẩm kim dầu. Nhưng mà các bạn cũng phải luôn luôn giữ da sạch thì da mới hạn chế được chuyện tiết dầu ra. Chị ơi kẻ mắt xem đi chị. Tại vì hôm nay Thảo chỉ trả lời những câu hỏi về make up thôi, chứ không làm make up. Và vừa rồi là Thảo test những cái sản phẩm mới của Thảo cho bạn xem, nên Thảo mới đánh thử lên mặt của mình. Nên chứ chứ Thảo hôm nay không make up nhé. Nên các bạn có câu hỏi gì về make up thì các bạn cứ hỏi Thảo. Bây giờ mặt nhiều mụn quá thì làm sao cho hết mụn chị? Mụn, nếu như mụn đầu đen thì mình có thể chăm sóc ở nhà, còn nếu như mà mụn nhiều quá mình không thể lấy được thì mình phải ra những cái spa mà chuyên lấy mụn á, giá cũng rất là rẻ, chừng 100-200 thì nó sẽ lấy hết mụn ra cho mặt mình, xong rồi làm sạch mặt mình luôn rồi chỉ mình cách điều trị. Trước đây thì Thảo có thời gian bị nổi một dè mụn ở đây á, Thảo cũng phải đi ra ngoài những cái chỗ lấy mụn á, người ta lấy hết ra cho Thảo luôn á. Có bạn kêu đúng là đồ điên. Bạn Phúc Vũ Hồng hả? Thế bạn coi làm gì, follow làm gì? Không thích thì cứ out đi, người ta đang trả lời fan của người ta về make up mà. Mụn đầu đen thì phải làm sao chị? Lấy nó ra. Nếu mình không dám lấy thì mình phải đi ra ngoài cho người ta lấy. Còn thường mụn đầu đen là Thảo sẽ phải lấy ra. Chứ nếu như các bạn để lâu quá các bạn mới lấy ra thì cái lỗ chân lông chỗ đó của các bạn sẽ bị to lắm á. Chị, các bạn hỏi làm sao mà răng chị trắng thế? Thứ nhất là hồi nhỏ lúc mà còn học cấp 3 Thảo lười đánh răng lắm. Cứ bị ngủ á, tối đi học, học lớp 12 xong quên ngủ đánh răng. Xong rồi răng bị vàng, bị ố nhiều á, cứ lâu lâu phải đi lấy vôi răng. Nhưng mà từ khi lớn nhận thức được là cái khúc này nó rất là quan trọng với mình, nên bất cứ cái gì trên khúc này thì Thảo cũng chăm sóc rất là kỹ, chẳng hạn như răng. Răng là lúc nào sáng ngủ dậy cũng đánh răng, tối ngủ dậy cũng đánh răng. Nhưng mà tối thì Thảo sẽ kèm theo chỉ nha khoa, Thảo xỉa hết tất cả răng của mình. Giống như người nước ngoài á, người nước ngoài thật sự là chỉ nha khoa rất là tốt luôn á. Xỉa hết ra thì thứ nhất là sao đỡ các bạn phải đi lấy vôi răng và hơi thở của các bạn sẽ không có mùi.
Nếu như mà các bạn chỉ đánh răng không dùng chỉ nha khoa thì một thời gian sau các bạn phải đi lấy vôi răng và cái hơi thở của mình sẽ có mùi rất là ghê. À, Thảo dùng chỉ nha khoa. Lâu lâu thì Thảo có xài thêm một cái hộp mà bột á, tại vì tức quá, để chút đi lấy nha. Đây là cái bột đánh trắng răng. Đánh cái này thì nó không có mùi, đánh cái này thì nó không có mùi kem đánh răng, nó chỉ thơm thơm thôi. Thì chải, các bạn chải ở phía trước những cái răng cửa của các bạn, những cái răng cường trắng á, thì cái này giúp làm trắng răng. Thảo thấy ở bên Sinh bán nhiều lắm, cũng nhiều bạn xách tay trên mạng á. Một tuần Thảo đánh một lần. Có bạn hỏi làm sao để hết nhoi vậy Thảo, vậy bạn coi làm gì? Chỉ nha khoa thì ở đâu cũng có mà bạn. Chỉ nha khoa các bạn chỉ cần ra siêu thị tiện ích là có, mấy cái siêu thị tiện ích ở ngoài nè, rồi vô cái khu vực ở gần chỗ quầy tính tiền á, các bạn hỏi chỉ nha khoa là người ta sẽ đưa cho các bạn. Sữa rửa mặt thì Thảo nói thiệt đó, Thảo xài tùm lum sữa rửa mặt và loại nào Thảo cũng xài hết trơn á. Tại vì đối với Thảo, sữa rửa mặt chỉ là làm sạch da mặt thôi, còn những cái bước dưỡng á là những bước sau sau đó. Bột này thì cái bột đánh trắng răng á, thì là Thảo thấy có nhiều bạn bán trên mạng lắm, còn không thì ở bên Sing có. Còn cái này là một người bạn của Thảo đi Sing về tặng cho Thảo. Cái đó hả, không biết giá nữa, mà bạn Thảo nó cũng rẻ lắm, thấy mấy bạn trên mạng bán chừng 200 mấy, 300 mấy, không biết nữa. Tại vì cái này là một người bạn thân của Thảo tặng cho Thảo. Hết nhờn hả? Da bạn bị nhờn thì bạn phải giữ sạch chứ, tại da nhờn á là hay đi xe máy nè, không bịt khẩu trang, hoặc là bịt khẩu trang nhiều nó bị giữ cái mồ hôi ở trong mặt nè, nên dễ bị da nhờn, nên bạn phải thường xuyên rửa mặt. Nếu như mà thật sự nha, da nhờn là nên hạn chế chuyện trang điểm. Và mỗi khi bạn, ví dụ như Thảo đi ha, Thảo ở nhà Thảo rửa mặt sạch, Thảo đi ra đường bằng xe máy xong da Thảo bị nhờn đi ha, Thảo đi tới một nơi nào đó Thảo sẽ chui vô toilet Thảo rửa mặt tiếp, Thảo rửa rửa sạch bằng nước thôi rồi lau lại. Như vậy thì các bạn sẽ giữ được da các bạn tốt và ít bị nhờn. Thâm quầng mắt thì phía trước video clip á, sau khi Thảo end cái video clip này thì các bạn có thể coi lại nhé. Có bạn hỏi Thảo có dùng kem dưỡng để trắng da không? Thật sự là không. Thảo chỉ thích dùng sản phẩm dưỡng da thôi. Là nó giống như là da mình á, vùng chân á, cái chân á nó hay bị khô, thì Thảo thích dùng sản phẩm dưỡng ẩm chứ không có thích dùng sản phẩm trắng da. Nhìn vậy thôi chứ Thảo không trắng lắm, da Thảo bình thường. Nếu như không còn câu hỏi nào thì hôm nay Thảo sẽ kết thúc video clip này nhé. Còn các bạn muốn coi lại những cái câu hỏi mà các bạn không thấy Thảo trả lời á, có nghĩa là Thảo đã trả lời phía trước video clip này rồi. Thảo không muốn câu quá nhiều thời gian của các bạn, nên cái gì các bạn có thể coi lại video clip này nhé. Cảm ơn các bạn đã mất thời gian để xem Thảo làm cái livestream này để trả lời những câu hỏi về makeup cũng như là test những sản phẩm mới của Thảo. Đây, 4 sản phẩm mới và sau này Thảo sẽ dùng trong những video clip tiếp theo của mình. Đây, đây là 4 sản phẩm mới của Thảo: Dior, Butter London, Guerlain và Lancôme. Làm trắng da bằng lòng trứng hả? Ủa, Thảo có làm trắng da bằng lòng trứng bao giờ chưa? Thảo cũng không biết nữa, hình như là chưa. Bây giờ chào tạm biệt và bye bye các bạn. Nếu các bạn yêu thích những hay là muốn hỏi thêm nhiều gì, các bạn cứ đặt câu hỏi. Lần sau Thảo sẽ làm một cái all about makeup giống như là như thế này, live makeup nhưng mà hỏi và đáp, không makeup gì cả, chỉ test những sản phẩm mới và trả lời những câu hỏi của các bạn. Còn số tiếp theo chắc Thảo sẽ làm một cái makeup nào đó cho các bạn xem nhé. Số makeup live tiếp theo Thảo sẽ làm một cái dạng makeup nào đó khi đi đâu đó để các bạn xem nhé. Còn bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Share để giữ lại video clip này, hoặc like, subscribe nhé. Cảm ơn các bạn. Thì mít.